Chương trình hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 với chủ đề tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động, trong đó trọng tâm là huấn luyện kỹ năng cho người lao động về nhận diện mối nguy và biện pháp phòng ngừa vừa được Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN MPC tổ chức. Sự kiện chính của chương trình được kết nối trực tuyến đến 334 điểm cầu của các đơn vị trực thuộc EVN MPC trên địa bàn 27 tỉnh thành phố phía Bắc. Vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh lao động luôn được cán bộ, công nhân viên của EVN quan tâm, thực hiện, được thể hiện qua slogan, phải nghĩ đến an toàn trước khi hành động. Tại buổi lễ, lãnh đạo tổng công ty tiếp tục kêu gọi cán bộ, công nhân viên chấp hành nghiêm túc, tuyệt đối phải đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, xem đây là yếu tố quan tâm hàng đầu. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra các hoạt động như đạp xe trên các tuyến phố của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để lan tỏa thông điệp an toàn vệ sinh lao động, tổ chức tọa đàm, giao lưu giữa cán bộ nhân viên làm công tác an toàn với các chuyên gia tâm lý, bác sĩ xoay quanh vấn đề an toàn lao động, bệnh nghề nghiệp, vân vân. Để thực hiện chương trình Event NPC và các đơn vị trực thuộc đã thành lập 35 đoàn chỉ đạo và xây dựng 35 kế hoạch chi tiết, tập trung vào các chương trình hành động điểm về huấn luyện công tác cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, tích cực đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, giảm thiểu ảnh hưởng cực đoan của thời tiết tới lưới điện, đặc biệt là việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền văn hóa an toàn trong sản xuất, an toàn điện cho người dân và trong trường học.